Tôi là Trương Đình Chu, ở tại số nhà 13 BT6 Pháp Vân. Hôm nay tôi 67 tuổi. Cái tình trạng bệnh tiểu đường của tôi thì tôi không nhớ rõ từ năm nào, khoảng trên dưới chục năm, và đến bây giờ hình như tình trạng trong người tôi là tôi tiêm insulin, chuyển sang tiêm là hai năm nay rồi, thì bây giờ tôi thấy nó kháng insulin tiêm. Nên một ngày tôi tiêm như thế là 3 mũi nhanh, đêm tiêm 1 mũi chậm. Mũi nhanh thì nói thuốc tiêm thì như thế này mọi người nhìn thì đều biết, cái này là chậm 30-70, cái này là nhanh 100%. 30 nhanh, sáng 25, trưa 25, tối 25, đêm 25 chậm, kẹp thêm 2 viên 2 km buổi trưa sau ăn và buổi tối sau ăn. Nhưng mà đường buổi sáng thử thì 9, 10, 11, từ 11 đổ xuống đến 9,5, 9, 17. Và đường buổi sáng chỉ được phép dưới 8, trên dưới 8 đổ xuống thì không được trên 9. Nên là sau khi tôi được người quen ở viện 108 giới thiệu xuống bác sĩ Phan Đăng Bình, thì ông Phan Đăng Bình ông giới thiệu cho tôi loại thuốc Fusemin này cho tôi uống. Thì tôi uống hôm nay cũng được 7-8 ngày, 8-9 ngày. Bắt đầu tôi uống thì tôi vẫn giữ nguyên lượng tiêm như thế trong 2 ngày, thì tôi thấy buổi sáng là đường xuống sâu, xuống dưới 6/5. Thế là đến sáng ngày thứ ba và tôi bắt đầu bỏ bớt lượng tiêm. Sáng tôi chỉ còn tiêm 10, trưa 25, tối 25, mà đêm không tiêm mũi chậm, không tiêm mũi 30-70 gì cả. Và uống kẹp thêm 2 viên Fusamin buổi trưa buổi tối. Buổi trưa thì uống sau khi ăn, buổi tối uống như vì như cũ, tôi vẫn uống trên bếp 1.000 2 viên. Nên là tôi thấy đường nó lại xuống sâu nữa thì tôi bắt đầu bỏ cái viên Zanomet về trưa. Và tiêm cả ngày bây giờ chỉ tiêm có 10 với là 25, 25 là 60, bớt được 40 đơn vị một ngày. Bỏ viên Zanomet buổi trưa, chỉ kẹp 1 viên Zanomet buổi tối, uống 2 viên Fusamin. Sáng đường thì hiện tại bây giờ buổi sáng đo thì mấy hôm nay là chỉ trên 8, 8 trên 8. Và buổi trưa với buổi chiều đo thì trên 6 dưới 7. Nói chung là đường xuống cũng rất sâu. Thế nên là cái Fusamin này đến bây giờ tôi rất tiếc là tôi mới gặp. Nếu mà tôi gặp sớm được thì chắc là tôi cũng không bị biến chứng sang cái động mạch của tôi. Đấy, tôi bị xơ vữa động mạch hai chân, nên bị đi ten ở hai chân đi ten 3 lần. Nên các chỉ số ở trong Fusamin này rất tốt cho người tiểu đường, nó chống tất cả các loại biến chứng, ví dụ như là tim mạch, mạch vành, tim mạch, cái xơ vữa ở trong động mạch trong cơ thể áp huyết. Nên nếu ai mà bị cái bệnh tiểu đường bị lâu hoặc mới bị thì nếu mà gặp được cái Fusamin này thì tôi khuyên là nên dùng, vì các cái loại thực phẩm chức năng của Mỹ thì rất chuẩn. Tôi từ trước rồi, tôi có kinh nghiệm dùng thuốc riêng, thuốc của Mỹ thì về chất lượng thì là rất chuẩn, không cần bị nghi ngờ gì này. Của Mỹ mà USA 3 chấm này thì càng chuẩn. Mọi người phải hiểu USA 3 chấm với USA không có chấm thì nó phải khác nhau. USA 3 chấm này là sản xuất tại Mỹ, còn USA không có chấm là sản xuất tại nước thứ hai thứ ba. Riêng các cái loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng của Mỹ thì trên thế giới này tôi theo tôi có kinh nghiệm dùng thuốc là có khó có nước nào mà sánh được với chất lượng các cái loại thực phẩm chức năng hoặc thuốc của Mỹ, là có độ tin cậy cao. Mọi người nếu mà gặp được loại thuốc này thì nên dùng, chống những loại biến chứng khổ lắm, nó biến chứng xơ vữa động mạch đủ các kiểu. Nhất cái thằng tiểu đường kháng thuốc như tôi tiêm tiêm insulin tiêm 100 mới hơn 100 là đường cao. Zanomet uống 2 viên một ngày, đường nghìn uống vào, tôi thấy nếu mà
không gặp được cái protein này mình kéo dài như thế là tôi đang lo không biết tôi sẽ cái bệnh của tôi nó sẽ đi đâu, chữa cái gì lấy cái gì mà chữa. May quá gặp cái này thì tôi thấy đường của tôi hơn một tuần hay là ổn định xuống rõ rệt.